Thưa bác sĩ Lương Lễ Hoàng, quả thật khi mà nói về bệnh lý tim mạch á, thì chúng ta thấy là hiện nay thì thuốc của tim mạch thì không thiếu. Và nếu so với 5-10 năm trước đây thì rõ ràng thuốc cũng đã có những cái tiến bộ vượt bậc trong cái việc điều trị, hiệu quả của cái việc điều trị đối với người bệnh như thế nào. Chưa kể là những cái phương pháp để có thể hỗ trợ cho cái việc điều trị bệnh tim thì nó cũng ngày càng trở nên an toàn và nó cũng hiện đại hơn. Từ cái việc như là nội soi nè, đặt stent nè và rất nhiều những cái phương pháp khác. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là bác sĩ chọn một cái đề tài về bệnh lý tim mạch giống như là một cái tiếng chuông báo động cho tất cả mọi người về những cái vấn đề của tim mạch mà chúng ta cần phải quan tâm. Thì bác nghĩ không phải ngẫu nhiên khi mà bác sĩ Lương Lễ Hoàng lại chọn một cái đề tài như thế. Phải không ạ thưa bác sĩ? Như cô Kim Ánh vừa mới trình bày, thông thường nếu người ta chẩn đoán khó, nếu người ta chẩn đoán được rồi nhưng là người ta lại thiếu các phương tiện để điều trị thì chắc chắn đó là căn bệnh nghiêm trọng với một cái tỷ lệ tử vong với những cái hậu quả về biến chứng trầm kha. Cái điểm nghịch lý ở đây đó là hiện nay các phương tiện chẩn đoán về bệnh tim nó đã tiến bộ đến mức độ mà cái sinh viên y khoa đi thời này đi học về bệnh tim mạch thì thấy khỏe chứ không phải như cái thời của chúng tôi của mấy chục năm trước. Điểm thứ hai đó là nếu thầy thuốc bây giờ mà có nói về thuốc tim mạch thì có thể nói được thầy thuốc cũng khỏe hơn nữa bởi vì thuốc hiệu quả hơn xưa rất nhiều. Nhưng cái điểm nghịch lý chính là cái chỗ là tỷ lệ tử vong về bệnh tim mạch trước hết là nó vẫn đứng đầu nếu so với các bệnh khác. Tất nhiên người ta phải hiểu là nếu tim mà ngừng đập thì có nghĩa là tử vong, nhưng ở đây nếu nói là tử vong đúng là vì bệnh tim mạch thì tỷ lệ đó vẫn còn ngừng đập. Thì điểm đáng nói hơn nữa mà nhiều khi nó cũng phải mang cả cái ý nghĩa bẻ bàn là thầy thuốc có thuốc tốt. Thì hiện nay có số bác sĩ chuyên khoa càng lúc càng đông, nhưng mà cái tỷ lệ mà người ta gọi là tử vong do biến chứng mà khi đến tay thầy thuốc tỷ lệ đó không hề giảm. Thậm chí ngay cả nhà ở những cái quốc gia mà đã có một nền cấu trúc, có một cái nền y tế với cấu trúc tiên tiến đó, thì tỷ lệ đó có khi nó còn tăng lên. Điều đó cho thấy là ở phía sau nghịch lý này phải có những yếu tố gì khác. Những yếu tố đó không thể giải quyết bằng viên thuốc đặc hiệu, không thể giải quyết trong phòng cấp cứu. Mà giải pháp đó đúng như cái lời cảnh báo của tổ chức hay là lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới là hiện nay người ta phải làm sao phải đối phó với những vấn đề nằm ở ngoài bệnh viện. Nằm để chi thì mới giảm tải được cái số lượng bệnh nhân đến với phòng cấp cứu. Và cái nghịch lý đó sở dĩ tồn tại là gì? Có những yếu tố mà làm cho thầy thuốc trở tay không kịp chứ đừng nói chi bệnh nhân. Đó là khi bệnh nhân đến với mình quá trễ, bệnh nhân phát hiện bệnh quá trễ. Khi bệnh nhân đến với trong một tình trạng, trong cái yếu tố cơ tạng khó cấp cứu. Và nhất là thêm điểm nữa mà ta đang lo là ngay cả trong trường hợp mà may mắn cấp cứu được rồi thì cái tỷ lệ tái phát nó lại quá cao. Và cái lần tái phát nào bệnh nào cũng vậy, chứ không nói chi đến bệnh tim mạch. Đã tái phát thì khó bao giờ mà tái phát nhẹ hơn lần trước. Do đó có những yếu tố cần phải được quan tâm. Chứ nếu mà ta chỉ trông mong vào viên thuốc đặc hiệu thì rõ ràng là thầy thuốc đang lúng túng, vì có nhiều khi chẳng khác nào bị bó tay khi bên cạnh mình máy siêu âm càng ngày càng tốt, khi bên cạnh mình thuốc càng ngày càng hiệu quả hơn xưa. Dạ. Và đó cũng là một cái nghịch lý mà có lẽ là tất cả mọi người của chúng ta vẫn thường đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình, cho người thân của mình trong quá trình điều trị đối với những bệnh lý tim mạch ha. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ tăng cường chức năng tim cho người bệnh tim mạch. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng và kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học toàn cầu của Canada năm 2014. Số điện thoại 0243 775 9865, 0283 977 8085.